Xin chào mọi người, mình là Kim Dung từ Vita Perfume Nước Hoa Vita. Hôm nay Dung làm video này để giới thiệu đến mọi người một cái sáng tạo mới nhất đến từ Julukit Perfume, nhà nước hoa động vật học. Julukit Perfume là một trong những cái nhà nước hoa mà mình yêu mến, mình respect và có thể nói rằng là mình sưu tầm khá nhiều mà không đặt quá nặng yếu tố thương mại, bởi vì các bạn biết rồi, nước hoa Julukit khá là hiếm có ở Việt Nam. Julukit là một trong những là nhà làm hương mà gây được rất là nhiều cái cảm tình tốt của mình. Có thể cái thứ ban đầu đưa mình đến với Julukit Perfume chính là cái quan điểm của nhà sáng lập, một cái mùi hương không bị giới hạn ở cái mục đích là thơm và nuông chiều cái mũi của đám đông, tức là mình xịt cho nước hoa là phải được người khác khen là wow sao thơm vậy, wow sao mà thích vậy. Mà trái lại, nước hoa của Julukit đặt cái tiêu chuẩn sáng tạo, độc đáo và dị biệt lên hàng đầu. Và thực sự những cái mùi hương của Julukit hoàn toàn khác biệt với các dòng nước hoa trên thị trường hiện nay, nó không đi theo một cái khuôn khổ nào hết. Julukit thứ nhất là không sử dụng những nguyên liệu từ động vật, đó hoàn toàn là những nguyên liệu từ thực vật. Họ không sử dụng những cái chiêu trò đánh bóng tên tuổi, ví dụ như là những kích kích thích về giới tính và sex để tăng doanh thu. Các nhà làm hương đến từ Julukit chú tâm vào từng sáng tạo mùi hương của mình và thực sự họ tạo nên những cái sản phẩm khác biệt và rất là nổi bật trên thị trường. Thị trường hiện nay thì vô vàn những cái sáng tạo đại trà và đánh vào thị hiếu của số đông, nhưng mà thực sự khác biệt và khiến người khác phải nể phục thì không có nhiều ha. Tính nghệ thuật cao cùng với cái chất rất là riêng, những cái mùi hương nước hoa của Julukit tái hiện thành công đặc trưng của những cái loài động vật, vì Julukit có nghĩa là động vật học mà. Nó tái hiện lại thành công đặc trưng của những loài động vật và cái môi trường sinh sống của chúng. Đó chính là ý tưởng của founder Victor Wong từ khi thành lập nhà nick này. Julukit Perfume hiện nay có 35 sáng tạo mùi hương. Chai đầu tiên được ra mắt vào năm 2014 và chai mới nhất ra mắt vào năm 2022. Chính là chai nước hoa mà tụi mình sẽ cùng nhau unbox cũng như là mình sẽ review mùi hương của nó đối với các bạn ha. Sáng tạo mới nhất của Julukit Perfume mang tên là Cow, bò sữa, ra mắt vào năm 2022. Trên tay mình là Julukit Cow bản giới hạn hay là Limited Edition. Còn với cái bản tiêu chuẩn sẽ là chai nước hoa thủy tinh trong suốt, tương đồng với tất cả những cái thiết kế khác của Julukit. Đây, mùi hương Cow mới đang ở trên tay mình. Mình sẽ thấy những cái thông tin về cái chai nước hoa, hình ảnh mô tả cũng như là bản nốt của cái chai nước hoa ngay ở đây rồi. Ok, không để các bạn chờ lâu hơn nữa, tụi mình sẽ cùng nhau unbox chai Cow bản Limited ha. Mình có cả bản thường và bản Limited nha, mình mê cái mùi này lắm luôn á. Với những cái chai nước hoa của Cow á thì theo từng năm cái phiên bản nó sẽ hơi khác ha. Cái chai Cow của mình nó có cái bắt ở phía dưới nè, và mọi người sẽ thấy không? Đây, cái seal này chính là cái seal của cái seal tròn sticker này chính là cái seal của chai nước hoa ha. Mình dùng một cái dao mình rạch nó ra ta. Bò sữa của chúng ta. Mình lấy chai nước hoa này ra nè. Nó được đặt trong một cái khung màu xanh ha, rất là đẹp. Đây. Đối với cái chai phiên bản Limited thì mọi người thấy không? Nó cũng 60ml giống như bản thường nhưng mà nó màu trắng ha, và cái ngoại hình của nó cũng sẽ khác những cái bản tiêu chuẩn của Julukit khác ở phía sau lưng mình đây. Cái nắp này nó bọc da và những cái chai nước hoa của Julukit chỉ có một dung tích là 60ml thôi nha. Thích ghê. Giờ mình sẽ xịt cái chai này lên. Một cái đặc điểm nữa của những cái chai nước hoa Julukit là cái pump, cái vòi phun sương rất là chất lượng và rất là tốt. Nó đem lại cái trải nghiệm tốt nhất dành cho người dùng. Có thể là nhìn cái hình này á, mọi người không cần nghe mình review quá nhiều là mọi người cũng sẽ đoán được cái concept mùi hương của nó rồi đúng không? Nắng sớm ha, nắng sớm rải đều cho những cái cánh đồng cỏ xanh. Ở trên đây thì có một chú bò rồi, và đặc trưng của nó, của bò thì mình sẽ thấy ha, là mùi sữa tươi béo và tươi ngon. Cái packaging của cái chai nước hoa này nó mô tả phần nào tính cách của cái mùi hương, một cái mùa hè tươi tắn mộng mơ. Khi mà sáng tạo ra cái chai Cow này thì founder Victor Wong đã thử thách cho bản thân mình, đó là phải chọn một cái nốt mùi chưa phổ biến ở trong nước hoa để dựa vào đó và tạo nên một cái bức tranh mùi hương hoàn chỉnh nhất và sinh động nhất. Mọi người có biết cái nốt hương đó là nốt hương gì không?
nốt hương mà Victor Wong chọn để mô tả trong cái chai Zulu X Cow này chính là nốt hương sữa. Hương sữa chính là một cái nốt hương mà khá là hiếm gặp trong thế giới nước hoa, bởi vì tạo ra một cái chai nước hoa từ cái nốt hương sữa nó đòi hỏi kỹ thuật rất là cao, cùng với cái sự tỉ mỉ, sự chỉnh chu đến từng chi tiết nhỏ. Ngay sau khi xịt ra thì mùi hương của Zulu X Cow này nó đem đến cho mình một cái cảm nhận rất là rõ về mùi của táo xanh ha, mùi của táo xanh và cây xô thơm nó tràn vào khứu giác của mình, làm mình có cái cảm giác rất là thư giãn, giống như là ở một cái bãi cỏ vào một buổi sáng sớm tinh mơ, mùi hương thư thái và rất là trong mát. Cái nốt táo xanh trong cái chai Cow này không chê được ở chỗ nào hết trơn. Có thể đây chính là một cái lý do làm cho mọi người khi mà ngửi cái chai Cow này thì không ngần ngại bỏ tiền ra mua ngay lập tức. Nó tạo nên một cái cơn sốt cháy hàng cái chai nước hoa này ở thời điểm hiện tại ha. Cái nốt táo xanh này nó căng mọng, nó giòn rơm rớp, nó hơi chua chua nhẹ, nó rất là cân bằng với cái hương sữa theo sau của chúng ta. Hương sữa trong cái chai Cow này nó rất là nhẹ nhàng ha, nó rất là nhẹ nhàng, nó hơi ngậy ngậy và nó là một cái điểm nhấn rất là lớn trong cái tổng thể mùi hương. Nhắc đến bò sữa thì không thể nào mà không nhắc đến sữa tươi được đúng không? Đó chính là cái nốt hương chính của chai Cow này. Sữa tươi mới được vắt từ trang trại, mùi rất là thanh, có một chút ngậy nhẹ, có một chút béo béo, kem kem. Nó mang đến cái sự thoải mái và nhẹ nhàng cho cái mùi hương này. Cảm giác cái mùi hương này nó light up tinh thần của mình, nó làm cho mình vui vẻ và cảm thấy an yên và cảm thấy rất là thư giãn, rất là nhẹ nhàng và rất là dễ chịu. Nhưng mà không có dừng ở đó nha. Cái chai Cow này khiến cho mình cảm thấy đây không phải là một cái hộp hương đơn giản, bởi vì nó thêm vào ở đây rất là nhiều hương hoa, mùi của hoa nhài jasmine, mùi của hoa violet, hoa linh lan lilies of the valley, và cuối cùng tầng hương cuối của cái chai nước hoa này nó sẽ dry down rất là đẹp với hổ phách, cỏ vetiver và cuối cùng là gỗ tuyết tùng, giúp cho chai Cow này có cái độ bám tỏa khá là ổn ở trên da mình nha. Một mùi hương tươi mát dễ chịu nhưng bám tỏa rất là khá. Tổng thể mùi hương của cái chai Cow này nó đẹp từ đầu, từ khi mở đầu đến kết thúc nữa. Một cái mùi hương mà mình nói rằng là nó có mở đầu rất là xanh tươi với mùi cỏ, mùi táo xanh, có cái thân bài rất là vui vẻ, rất là yên bình, mơn man, hạnh phúc với sữa và hoa, và kết bài khiến cho người ta thấy mượt mà và lưu luyến với gỗ, cỏ vetiver và hổ phách. Đây đúng là một cái mùi hương mà ngửi một cái là bạn yêu liền ha. Và nó đi thẳng luôn vào top 3 mùi hương của Zulu X mà mình yêu thích và sử dụng nhiều nhất ở thời điểm hiện tại. Không biết là trong tương lai thì Zulu X có ra thêm mùi hương nước hoa nào không, nhưng mà hiện tại thì đây chính là cái mùi hương nằm trong top 3 mùi hương mà mình thích nhất của Zulu X. Một cái trải nghiệm khá là cá nhân á, thì mọi người có biết mùi của sữa tắm Baby Johnson không? Mùi của sữa tắm Baby Johnson á, thì mình đây chính là cái mùi mà mình ngửi thấy nó rất là gần với mình nhất. Cái mùi sữa tắm táo xanh của em bé rất là kêu, rất là dễ chịu ha. Và Cow thì chắc chắn sẽ là mùi hương gắn bó với mình vào mùa hè năm nay rồi. Bạn nào mà chán những cái việc mà cứ mùa hè là phải xài cam chanh citrus thì mình có thể thử Cow nha. Đây là một mùi hương hoàn toàn tuyệt vời, non citrus, một mùi hương tuyệt vời dành cho mùa hè mà không phải là citrus. Ok. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian coi review, unbox và review chai Cow đến từ nhà Zulu X Parfum của mình. Mình là Kim Dung từ Vita Parfum nước hoa Vita. Nếu yêu thích video này hãy like và theo dõi mình nha.